thì chân anh sơn trên chặng đường mới, vững bước đi lên xây đắp quê nhà, cùng xa cánh lao động hăng say, thi đua dựng xây đem tươi quê hương. Nhân dân chung tay một lòng đoàn kết, doanh nhân thương nhân góp sức chung lòng, cùng xa cánh lao động thi đua, hát chung bài ca vươn tới tương lai. Vững bước vào kỷ nguyên mới, tự hào anh sơn truyền thống anh hùng, chung tay xây dựng quê nhà, đóng góp sức mình làm rạng rỡ quê hương. Tâm cao bao công trình mới, khu đô thị lung linh rực sáng, khối phố dọc ngang bao đường tô rồng, dưới mái trường đỏ xây những ước mơ cho anh sơn đang hoàng to đẹp, tự hào thay thị trấn yêu thương. Thì trấn Anh Sơn được thành lập của cái thời kỳ đổi mới, đầu đổi mới sau khi nghị quyết trung ương 6 ra đây, trong cái bối cảnh điều kiện xuống thể của toàn cầu cũng như là của tỉnh nhà, huyện nhà, thì trấn Anh Sơn là đơn vị thành lập 20 của huyện, là đơn vị trung tâm kinh tế chính trị văn hóa của huyện. Thời kỳ đầu thành lập thì về mặt tổ chức cơ sở đảng thì có 6 chi bộ, 52 đảng viên và 6 phó huyện. Đội ngũ cán bộ thì đang còn kiêm nhiệm, về chưa có cái chuyên môn kỹ năng trong công tác quản lý điều hành, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước với cái đô thị trong cái thời kỳ mới. Cơ sở vật chất thì còn thiếu thốn nghèo nàn, các cái trụ sở làm việc thì còn thiếu mượn, thậm chí là còn tạm bỡ. Hạ tầng đường xã thì còn đất và lầy lội, những chỗ mưa ngập. Còn đội ngũ cán bộ khối thì cũng là những người đã tham gia hoạt động kháng chiến, cũng như là công tác của năm về là giáo phụ trách, cho nên kinh nghiệm trong công tác quản lý cũng điều hành cũng có nhiều cái khó khăn đâu. Tuy là khó khăn nhưng mà với cái trách nhiệm cũng như là cái tầm nhìn, vì thế cũng đơn vị là trung tâm kinh tế cấp ủy đảng chính quyền thị trấn cũng đã là họp rất là tổ chức rất nhiều cái hội nghị để bàn và đưa ra những cái nghị quyết sát đúng phù hợp với cái đặc điểm tình hình, thì trấn đã có những cái chủ trương quyết sách để từng bước xây dựng cái bộ máy của chính cấp ủy đảng chính quyền và mặt trận của các đoàn thể đi vào hoạt động hiệu quả. Trong lúc đó là đặc biệt chú trọng về cái việc đầu tư, từng bước đầu tư xây dựng cơ sở tầng. Thì kể từ ngày thành lập đến nay thì về mặt cơ sở hạ tầng thì điện đường trường trạm đến nay đã cơ bản hoàn thành và cơ bản là khá trang, đạt theo cái tiêu chí tiêu chuẩn cũng như cái điều kiện làm việc của các tổ chức. Còn đường xã các thứ thì nói chung là cũng đã đầu tư hàng năm, đến nay thì từ thành lập giờ thì đúng là địa phương là đầu tư gần 20 tỷ đồng để hoàn thiện cái hệ thống cơ sở hạ tầng. Còn điều kiện làm việc của thị trấn tuy chưa khang trang nhưng đến nay cũng đã có nhà cao tầng và các cái phòng ốc cũng phương tiện làm việc của là cán bộ công chức và các đoàn thể đảm bảo đủ điều kiện để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Còn về phát triển kinh tế thì cái tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị trấn bình quân hàng năm là từ 8 đến 10%, đặc biệt là cái mũi nhọn của đơn vị kinh tế của thị trấn là tập trung phát triển về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kỹ thuật, về nông nghiệp. Thì hiện nay về tiểu thủ công nghiệp, kỹ thuật thì chiếm tỷ trọng khoảng 64%, là kỹ thuật khoảng 27%, còn nữa là nông nghiệp. Đấy. Thì với cái vị trí địa lý cũng như là cái yêu cầu thì trong những năm gần đây thì thị trấn cũng là có những cái chủ trương chính sách sát phù hợp cùng với cái sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp huyện, tỉnh và trung ương cũng đã kêu gọi và thu hút đầu tư cho thành phố ngành nghề như là cơ sở dịch vụ thương mại, trụ sở trung tâm, rồi là khu công nghiệp, khu công nghiệp máy Khải Hoàn, rồi là khu đô thị mới, đến
hiện nay trên địa bàn thì đang có một số dự án đầu tư với tổng mức đầu tư là trong năm 2017-2018 này được khoảng gần 100 tỷ đồng. Thì từ cái chỗ đó thì để làm cái tiền đây có những cái bước phát triển cũng như là hoàn thiện từng bước để xây dựng cái đô thị văn minh trong cái thời gian của cái nhiệm kỳ 8 này của đại hội đảng bộ thị trấn là 15-20 và thì của hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 16-21. Gửi cái tinh thần đó thì trong những ngày qua trước cái không khí đầu xuân năm mới thì đảng bộ chính quyền và nhân dân thị trấn đã và đang là lập nhiều thành tích để là chào mừng kỷ niệm cái ngày thành lập thị trấn là 30 năm, kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị trấn ngày 1 tháng 3 năm 1988 và 1 tháng 3 năm 2018. Với tinh thần đó, khi thế mới thì toàn đảng bộ quyết tâm hoàn thành và sớm xây dựng thị trấn Anh Sơn trở thành một đô thị văn minh, xứng đáng là cái niềm tin của các cấp ủy đảng, chính quyền của các cấp, cũng như xứng đáng là cái đơn vị trung tâm kinh tế chính trị văn hóa của Việt Nam. Về phân sắc, phân màu trong ngày lễ trọng đại này, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng lễ biểu dương Minh Lương. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, đang tiến vào lễ đài là quốc kỳ Việt Nam, lá cờ tượng trưng cho dòng máu đỏ của quân triều trái tim người dân đất Việt. Tiếp vào lễ đài là khối giữ hình ảnh chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, là vị cha già kính yêu của nhân dân Việt Nam, người đã hy sinh cả cuộc đời đem lại độc lập tự do cho tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. Hôm nay trong sự nghiệp đổi mới, lớp lớp con cháu trên mọi miền tổ quốc đang ra sức thi đua học tập và làm theo tấm gương của người, bác giản dị thanh cao trong sáng, cho toàn dân toàn đảng chung soi như vầng trăng tỏa sáng muôn nơi, như bông hoa ngát hương giữa đời Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, đang tiến vào lễ đài là những lá cờ hồng kỳ bay phấp phới, thể hiện niềm tự hào hân hoan, vui tươi phấn khởi, thể hiện tinh thần mạnh mẽ của một dân tộc vì độc lập tự do. Hồng kỳ là sức mạnh, là sự đoàn kết, cổ vũ cho đảng bộ và nhân dân thị nhà trao sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh mà nghị quyết đại hội đảng bộ thị trấn khóa 8 đã đề ra. Đề nghị quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân nhiệt liệt đón chào với cờ hồng kỳ. Kính thưa quý vị đại biểu, đang tiến vào lễ đài là khối lực lượng quân sự công an, là lực lượng quan trọng trong nhiều nhiệm vụ bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Trong những năm qua, lực lượng quân sự công an thị trấn Anh Sơn đã lập được nhiều thành tích to lớn, khẳng định vị trí vai trò tầm quan trọng của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, giữ gìn ổn định quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương. Hàng năm, lực lượng quân sự công an đều được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Một thời sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới đầy tương lai, không ít người đã cống hiến một phần cơ thể cho độc lập tự do của tổ quốc. Hôm nay các bác, các anh, các chị luôn là những tấm gương sáng, giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ cho thế hệ kế tiếp noi theo. Hàng năm các phong trào hoạt động của hội luôn được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được đặc cấp khen thưởng. Kính thưa quý vị đại biểu, đang tiến vào lễ đài là đại biểu của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Ninh Sơn, đại diện cho lớp lớp các mẹ, các chị đã vượt thời một nắng hai sương trong phong trào ba đảm đang của những năm kháng chiến, là lực lượng nòng cốt ở địa phương,
góp phần to lớn trong sự nghiệp trường kỳ giải phóng dân tộc. Hội phụ nữ thị trấn Anh Sơn luôn phát huy truyền thống vẻ vang, đảm đang hình đức, giỏi trang việc nhà, phối hợp thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, góp phần không nhỏ trong phong trào xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng tiến bộ. Các phong trào của thi đua của hội luôn hoàn thành xuất sắc và nhiều năm liền được các tên công nhận đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, xứng đáng với tám chức vàng và trung ương hội. Việt Nam phát động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tự tin, tự trọng, tôn hậu, đảm đang. Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, đang tiến vào lễ đài là các đại biểu tiêu biểu của Hội Nông dân thị trấn Anh Sơn, giữ vững và phát huy truyền thống người nông dân, anh dũng trong đấu tranh, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, trong công cuộc xây dựng và phát triển thị trấn Anh Sơn. Hội là tổ chức luôn đi đầu, khởi xướng tầng lớp nhân dân làm theo, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thực hiện xây dựng các mô hình kinh tế cho thu nhập cao. Hội nông dân thị trấn Anh Sơn nhiều năm liền đạt đơn vị vững mạnh xuất sắc và được lời cấp trên khen thưởng. Kính thưa quý vị đại biểu, đang tiến vào lễ đài là đoàn đại biểu đại diện cho hơn 530 hội viên của Hội người cao tuổi thị trấn Anh Sơn. Tuổi cao chí càng cao, các tổ thực sự là những cây đại thủ và bóng mát cho thế hệ con cháu. Hội có câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, câu lạc bộ thơ luôn duy trì hoạt động đều đặn và hiệu quả. Hàng năm hội đều tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, giao lưu thơ với các đơn vị xã bản. Các tổ thực sự là những tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo. Hội người cao tuổi nhiều năm liền đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc. Vào lễ đài là lực lượng toàn thanh niên thị trấn Anh Sơn, tuổi trẻ thị trấn hôm nay không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đạt được nhiều thành tích trong hoạt động lao động và sản xuất, thực hiện có hiệu quả hai phong trào năng xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc, phối đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Đoàn thanh niên thị trấn Anh Sơn tích cực học tập và rèn luyện gương mẫu chấp hành các đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia chương trình đảng, bảo vệ đảng và chính quyền. Đã có nhiều đồng chí đoàn viên thanh niên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của đảng. Hàng năm đoàn thanh niên thị trấn Anh Sơn được chủ tịch ủy ban nhân dân huyện và đoàn Anh Sơn tặng nhiều giấy khen. Với 143 hộ dân, 608 nhân khẩu. Về với khối 4B hôm nay, chúng ta cảm nhận được tình cảm mặn mà, nguyên cách, chân chất tình thương và cần cù chịu khó của người lao động. Đời sống kinh tế của nhân dân khối 4B không ngừng được cải thiện. Các nhà hàng, hội quán, thiết chế văn hóa, thể dục thể thao được quan tâm, đầu tư phát triển, đã phần nào đáp ứng được nhu cầu từ đời đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần đưa nền kinh tế tỉnh nhà ngày càng phát triển. Đại biểu đang tiến vào lễ đài là các đại biểu đại diện cho cán bộ và nhân dân khối 2 với 160 hộ, 549 nhân khẩu. Đến với khối 2 có nghĩa là đến với nghề rèn truyền thống. Mỗi năm đã cung cấp hàng nghìn dụng cụ lao động cầm tay phục vụ cho sản xuất của bà con nhân dân trong và ngoài địa bàn thị trấn. Cán bộ và nhân dân khối 2 luôn đoàn kết đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, các phong trào văn hóa.
Kính thưa quý vị đại biểu, đang tiến vào lễ đài là đại biểu đại diện cho cán bộ và nhân dân khối 3 với 153 hộ dân 685 nhân khẩu, trong đó có 93 hộ đồng bào Công giáo với 346 nhân khẩu. Đời sống của nhân dân khối 3 chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Nhân dân khối 3 tận cùng chịu khó trong lao động và sản xuất, thực hiện tốt giáo lý của giáo hội, bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, đồng bào tôn giáo đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau, luôn thực hiện tốt các chủ trương chính sách là pháp luật của nhà nước. Cán bộ và nhân dân khối 3 đang tiếp tục phấn đấu xây dựng khối đạt chuẩn văn hóa. Năm 2017, nhân dân khối 3 đã đóng góp thêm 150 triệu đồng để xây dựng đường trường giao thông. Đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, đang tiến vào lễ đài là đại biểu của khối 4A, đại diện cho 130 hộ dân, 545 nhân khẩu. Khối 4A là địa bàn trung tâm kinh tế, thương mại dịch vụ của thị trấn và của huyện Hách Sơn, có nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ, thương mại phát triển mạnh. Nhân dân trong khối có trên 80% số hộ tham gia kinh doanh buôn bán, thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt trên 45 triệu đồng, đời sống vật chất tương đối ổn định và phát triển. Hoạt động sôi nổi và hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Kính thưa quý vị đại biểu, đang tiến vào lễ đài là đại biểu của đơn vị khối 4B, đại diện cho 128 hộ dân với 459 nhân khẩu. Các loại hình kinh doanh dịch vụ thương mại trên địa bàn khối phát triển mạnh. Nhân dân trong khối có tinh thần đoàn kết thống nhất cao, luôn chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Các chỉ tiêu thuế quý, khối luôn hoàn thành tốt và xuất sắc. Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, khối luôn tham gia tích cực và đạt được nhiều thành tích cao trong các giải thi đấu của thị và huyện. Có phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn hoạt động sôi nổi kể về số lượng lẫn chất lượng, luôn tham gia tích cực các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do địa phương tổ chức và đạt kết quả cao. Kính thưa quý vị và các bạn, kính thưa quý vị cùng đại biểu, đang tiến vào lễ đài là đại biểu của đơn vị khối 6A, đại diện trong 174 hộ 629 nhân khẩu. Nhân dân khối 6A chủ yếu là cán bộ viên chức nhà nước, trên đời sống kinh tế của nhân dân tương đối ổn định. Trong những năm qua, công tác thu nộp thuế quý luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Các phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao luôn diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân trong khối tham gia. Năm 2017, khối đã huy động nhân dân đóng góp trên 200 triệu đồng để nâng cấp xây dựng đường băng giao thông trên địa bàn nội khối. Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, đang tiến vào lễ đài là đại biểu của đơn vị khối 6B, đại diện cho 130 hộ dân, 439 nhân khẩu. Khối 6B được công nhận đơn vị văn hóa năm 2006. Đa phần nhân dân khối 6B có nguồn gốc từ xã Phúc Sơn với truyền thống nhân phúc kiên cường và máu anh hùng đã ngấm sâu vào mỗi người dân khối 6B. Anh hùng trong chiến đấu, tận cù sáng tạo trong lao động sản xuất là một trong những đơn vị luôn làm tốt công tác xã hội hóa về văn nghệ, thể dục thể thao. Hàng năm đã huy động nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng để nâng cấp xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa và phục vụ tốt hơn các phong trào hoạt động có hiệu quả. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, đang tiến vào đại tài là đại biểu của đơn vị khối 7, đại diện cho 50 hộ dân với 194 nhân khẩu. Đến với khối 7 hôm nay, chúng ta đến với cảnh đất hữu tình, thấp thoáng, đồi cây lẻ đá, là đơn vị có nhiều mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình như mô hình chăn nuôi gà, chăn nuôi dê, mô hình trồng cỏ, chăn nuôi bò, mô hình nuôi ong lấy mật, đã làm phong phú thêm sản phẩm vật nuôi của nhân dân khối 7, tăng thu nhập cho các hộ gia đình. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khối 7 đang trên đà phát triển, là đơn vị 17 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên. Các ban ngành đoàn thể, các đơn vị khối xóm, trường học, lễ diễu hành
xin thay mặt đảng bộ, nhân dân tỉnh Lạng Sơn bày tỏ lòng biết ơn và kính chúc đoàn chủ tịch, ủy viên đều, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân tỉnh nhà lời chúc sức khỏe. Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin long trọng khai mạc kỷ niệm 3 năm hình thành đơn xây dựng và phát triển, kính chúc ủy viên đều, các vị khách quý và toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Hôm nay, Đảng bộ và nhân dân thị trấn long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị trấn Lạng Sơn, mùng 1 tháng 3 năm 1988, mùng 1 tháng 3 năm 2018. Thay mặt cho Đảng bộ và nhân dân thị trấn, tôi xin báo cáo kết quả 30 năm xây dựng và phát triển. Khái quát về tình hình đặc điểm trong những ngày đầu thành lập thị trấn. Nhân dân thị trấn Lạng Sơn một lời chúc sức khỏe, một lời chào nồng nhiệt nhất. Chương trình nghệ thuật được mang tên thị trấn Lạng Sơn 30 năm khúc ca tự hào. Chỉ đạo nội dung: Ban thường vụ Đảng ủy thị trấn Lạng Sơn, huyện Lạng Sơn. Kịch bản và đạo diễn: Quý Võ. Biên đạo múa: Chị Dung và Thư Huyền. Biên tập dân ca: Thanh Tâm. Phối khí: Hùng Sơn và Thanh Hải. Chương trình sử dụng các ca khúc của các tác giả Trang Sử Anh Sơn, Tự hào thị trấn Anh Sơn, Tổ quốc dân ca thị trấn Anh Sơn, Son sắt một niềm tin, Nghĩa tình thị trấn Anh Sơn, 30 năm khúc hát tự hào. Với sự tham gia của các chiến sĩ trung đoàn 335, giáo viên phòng giáo dục huyện Anh Sơn, cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị, xã hội, cùng với một số hạt nhân văn nghệ của thị nhà. Cùng vào ngày sau đây, một tràng vỗ tay thật giòn giã để chương trình của tôi xin phép được bắt đầu. Hãy
Nơi đây dấu tích ngàn xưa vọng về, từ thuở hàm hoan đổ rào đến Nhật Nam. Chốn rừng trần lưu dấu giọt máu đào, thắm đất trời hồng lam. Đất mẹ khai sinh linh thiêng bờ cõi, để lại nơi đây trang sử sáng ngời. Về miền Trà Lân chúc trẻ cho bay, son sắt lời thề vang vọng sông núi. Làng Đò kiên cường hiệu Yên Xuân vang mãi. Đình Kim Nhan hiên ngang hùng vĩ, tự hào quê hương trên đất mẹ anh hùng. Lấp lánh tượng đài Việt Lào mãi khắc ghi, Xô Viết 30 làm nên trang sử sáng. Vắt cao ngọn cờ anh sơn mãi tự đây dấu tích ngàn xưa vọng về. Từ thuở hàm hoan đổ rào đến Nhật Nam. Chốn rừng trần lưu dấu giọt máu đào, thắm đất trời hồng lam. Đất mẹ khai sinh linh thiêng bờ cõi, để lại nơi đây trang sử sáng ngời. Về miền Trà Lân chúc trẻ cho bay, son sắt lời thề vang vọng sông núi. Làng Đò kiên cường hiệu Yên Xuân vang mãi. Đình Kim Nhan hiên ngang hùng vĩ, tự hào quê hương trên đất mẹ anh hùng. Lấp lánh tượng đài Việt Lào mãi khắc ghi, Xô Viết 30 làm nên trang sử sáng. Vắt cao ngọn cờ anh sơn mãi tự hào. Đất mẹ khai sinh linh thiêng bờ cõi, để lại nơi đây trang sử sáng ngời. Về miền Trà Lân chúc trẻ cho bay, son sắt lời thề vang vọng sông núi. Làng Đò kiên cường hiệu Yên Xuân vang mãi. Đình Kim Nhan hiên ngang hùng vĩ, tự hào quê hương trên đất mẹ anh hùng. Lấp lánh tượng đài Việt Lào mãi khắc ghi, Xô Viết 30 làm nên trang sử sáng. Vắt cao ngọn cờ anh sơn mãi tự hào. Vắt cao ngọn cờ anh sơn mãi tự mảnh đất Anh Sơn từ thuở hồng hoang, gắn liền với quá trình đấu tranh, dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc. Để giờ đây, Anh Sơn vươn mình phát triển với 20 xã và một thị trấn đang lớn mạnh không ngừng, nằm tròn trong lòng đất mẹ Anh Sơn.
thị trấn Anh Sơn được thành lập theo quyết định số 22 QĐ-HĐBT ngày 1 tháng 3 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ. Đến hôm nay, thị trấn Anh Sơn tròn 30 tuổi, được tách ra từ các xã Hội Sơn, Phúc Sơn và Thạch Sơn. Ngày đầu mới thành lập gồm có 6 khối. Đến nay, thị trấn Anh Sơn gồm 10 khối và đã từng bước hoàn chỉnh về tổ chức đảng, bộ máy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Cán bộ và nhân dân thị trấn luôn đồng lòng cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách để chuyển mình có được những kết quả đáng ghi nhận như ngày hôm nay. Như vậy, thị trấn Anh Sơn là đơn vị hành chính thứ 20 của huyện, mới được thành lập còn non trẻ với quy mô diện tích tự nhiên không lớn, dân số không đông, mang tính sát nhập của các xã lân cận. Mỗi người một miền quê tụ hội về đây, mang đến phong tục tập quán nét văn hóa riêng của vùng miền, tạo nên tính đa dạng phong phú nét văn hóa đời thường, mang dấu ấn của một thị trấn miền núi phía Tây Nghệ An. Thị trấn Anh Sơn được thành lập có ý nghĩa chính trị, kinh tế xã hội hết sức quan trọng đối với sự phát triển chung của huyện, khẳng định quá trình phát triển không ngừng của huyện nhà. Đây là trung tâm kinh tế, chính trị văn hóa của huyện Anh Sơn, một đơn vị hành chính mới được thành lập, nhưng vùng đất và con người nơi đây đã có từ lâu đời. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, thị trấn Anh Sơn hôm nay đã có sự phát triển mạnh mẽ. Nhân dân đoàn kết cùng doanh nhân, thương nhân góp sức chung lòng sát cánh, kề vai xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trên chặng đường mới vững bước đi lên xây đắp quê nhà, cùng sát cánh lao động hăng say thi đua dựng xây đem tươi quê hương. Nhân dân chung tay một lòng đoàn kết, doanh nhân thương nhân góp sức chung lòng, cùng sát cánh lao động thi đua hát chung bài ca vươn tới tương lai. Vững bước vào kỷ nguyên mới, tự hào Anh Sơn truyền thống anh hùng. Chung tay xây dựng quê nhà, đóng góp sức mình làm rạng rỡ quê hương. Tâm cao bao công trình mới, khu đô thị lung linh rực sáng, khối phố dọc ngang bao đường tô rồng, dưới mái trường đỏ xây những ước mơ cho Anh Sơn đang hoàng to đẹp, tự hào thay thị trấn yêu thương. Thị trấn Anh Sơn trên chặng đường mới vững bước đi lên xây đắp quê nhà, cùng sát cánh lao động hăng say thi đua dựng xây đẹp tươi quê hương. Nhân dân chung tay một lòng đoàn kết, doanh nhân thương nhân góp sức chung lòng, cùng sát cánh lao động thi đua hát chung bài ca vươn tới tương lai.
dựng quê nhà, đóng góp sức mình làm rạng rỡ quê hương. Tầm cao bao công trình mới, khu đô thị lung linh rực sáng, quê phố dọc ngang bao đường to rộng, dưới mái trường đỏ xây những ước mơ cho anh Sơn đang hoàng to đẹp. Lo thay thì chân yêu thương vững bước vào kỷ nguyên mới, tự hào anh Sơn truyền thống anh hùng, chung tay xây dựng quê nhà, đóng góp sức mình làm rạng rỡ quê hương. Tầm cao bao công trình mới, khu đô thị lung linh rực sáng, quê phố dọc ngang bao đường to rộng, dưới mái trường đỏ xây những ước mơ cho anh Sơn đang hoàng to đẹp. Tự hào thay thì chân yêu thương cho anh Sơn đang hoàng tươi đẹp. Tự hào thay thì chân hôm xuân nông đua với ngàn hoa, nhớ lời hẹn ước năm xưa trên quê hương xưa Nghệ. Thắm tình ta mặn nồng, vì dăm đưa tình anh qua thì trần anh Sơn đầy với nỗi nhớ. Ôi phố lung linh con đường rộng mở, may mặc ngày xưa đôi mới đang hoa. Vé tràm kéo lưng thừng đỏ cối hai, đường nhựa bê tông mái ngói đỏ tươi. Cô dân ca ngọt ngào đêm hàn, điệu múa lời ca hoa theo cung nhàn. Thì trần mình ơi, thay đổi nghĩa hoa. Về khối một bên dòng sông Lam, đường bê tông thanh thang dòng bường, men theo câu hò về đây khối bồn, rồi khối năm khối
khối sáu đèn dầu, khối ba đỏ vang tiếng chuông ngân, với khối bảy rước sông mới cao dương. Bình minh lên nắng vàng rừng rỡ, hoa đào tươi hồng thêm đôi hòa tự hào ấy. Thì thần đẹp mơ sao. Anh Sơn, mảnh đất của những người con bất tử, tượng đài Tổ quốc soi hình các anh trong đó. Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long. Đất nước trọn niềm vui, nhưng niềm vui của mỗi gia đình chẳng thể nào trọn vẹn. Những người mẹ vẫn quặn xoáy nỗi đau khi những đứa con ra đi không trở lại. Máu của các chị các anh đã làm hồng lên lá cờ Tổ quốc, làm xanh thêm cánh đồng bãi mía quê hương. Các chị các anh đã hóa thân thành đất nước, thành bài ca, thành những hàng bia trắng. Gió thổi hồn lay động lá trường hương, nghe tiếng khóc của trái tim đâu đó. Đồng đội bên nhau một thời cực khổ, đất trộn cơm khô với lá rau rừng. Các chị các anh sinh vào tuổi thanh xuân, để lại sau lưng nỗi đau quằn quại, mối tình đầu rất thương và khờ dại, khao khát lời ru nức nở đến khan lòng. Xin được nghiêng mình trước anh linh liệt sĩ, khi đất nước non sông đắm chìm trong máu lửa đã dâng trọn tuổi đời cho Tổ quốc non nở sông. Nghĩa trang Việt Nam nghi ngọt khói hương, các anh nằm đây niềm thương nổi nhớ, gió mát rông lớn đỉnh kim nhân muôn thờ đón các anh về trong tình nghĩa quê hương. Hồn tiếng các anh giờ ở nơi đâu,
mẹ già đôi mắt buồn thầm khi thương nhà. Sao bác anh không về bên bờ sông bên đường? Lời hẹn thế anh không nhớ sao anh? Giờ càng anh lang giữa đất trời, tương lai tổ quốc soi hình anh trong đó. Các chi các anh thành người con bất tử, cho quê mình đất nở ngàn hoa. Bước chân anh đi vào lòng đất mẹ, ghi dấu tuổi xuân trên chiến trường anh bước. Các anh về đây hồn thiêng xin ở lại, đất mẹ anh hùng ôm tròn cánh anh. Ba mươi năm chặng đường phát triển, thị trấn Anh Sơn đã gặt hái được những thành tích đáng tự hào, được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tặng cờ thi đua, được ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho cá nhân xuất sắc. Là trung tâm kinh tế chính trị, thị trấn Anh Sơn không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế mới, khí thế mới khi bước vào kỷ nguyên mới với những công trình mang tầm cỡ khu vực, thu hút du khách và các nhà đầu tư đến với Anh Sơn. Dự án trung tâm thương mại, kinh doanh dịch vụ tổng hợp tại thị trấn Anh Sơn với tổng mức đầu tư 20,65 tỷ đồng. Dự án trung tâm hội nghị thể thao và du lịch Kim Nhan Plaza tại thị trấn Anh Sơn với tổng mức đầu tư 61,539 tỷ đồng. Dự án khu đô thị Anh Sơn do công ty cổ phần mía đường Sông Lam là đơn vị chủ đầu tư với 135 tỷ đồng. Đến thị trấn Anh Sơn, du khách được về với điểm du lịch tâm linh, nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt-Lào. Nơi đây không những là địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, mà còn là điểm về nguồn, thăm viếng người thân của hàng ngàn gia đình, hàng ngàn du khách mỗi năm, đưa Anh Sơn trở thành một đơn vị dẫn đầu trên miền Tây xứ nghệ. Trấn Anh Sơn cảnh đẹp nên thơ, nếu chân người ở lại sông nước mênh mang mây trời lộng gió. Người ơi say đắm nó muốn rơi, anh ngồi bên em say đêm giọt thời gian. Đất mẹ nắng mưa dệt thành câu ví, câu ví lời ru răng hương cay muối mặn. Người ơi cùng anh ngắm say lòng, về bên nhau trong câu hát quê hương. Dòng sông Lam vẫn bên bồi bên lờ, khúc hát dân ca ngọt ngào sâu lắng, chan chứa mặn nồng sâu nặng tình quê. Rộng lớn khối phố đẹp sao khang trang những công trình, bạn về nơi đây nặng tình thương nhớ. Phố huyện lung linh sáng đẹp rạng ngời.
đến rồi thì trấn Anh Sơn, cảnh đẹp nên thơ nếu trấn người ở lại. Sông nước mênh mang mây trời lộng gió, người ơi say đắm nó muốn rơi. Anh ngồi bên em say đêm giọt thời gian, đất mẹ nắng mưa dệt thành câu ví. Câu ví lời ru răng gừng cay muối mặn, người ơi cùng anh ngắm say lòng. Về bên nhau trong câu hát quê hương, dòng sông Lam vẫn bên bồi bên lờ, khúc hát dân ca ngọt ngào sâu lắng, chan chứa mặn nồng sâu nặng tình quê. Rộng lớn khối phố đẹp sao khang trang những công trình, bạn về nơi đây nặng tình thương nhớ, phố huyền lung linh sáng đẹp rạng ngỡ ngời. Người ơi về thì trần yêu thương, sanh bước bên nhau về thăm bến mờ, con nước đầy vơi đưa thuyền về suối đê, xây bao công trình sáng đẹp muôn nơi. Người ơi về thì trần hôm nay, đôi mới đi lên theo đường đang chỉ lối, chân lý niềm tin thắp sáng những con đường, thỏa nỗi ước mong thỏa lòng mong ước, thì tấn linh ơi mãi mãi đẹp mơ giàu, thì tấn linh ơi mãi mãi đẹp tràn niềm vui tới hân hoan trong tiếng đất trời nở ngàn sắc thắm cờ hoa chung câu hát về đây đau đứng trong lòng 30 năm trên những chặng đường vươn tới chào ngày tuổi mới, cùng đi bên nhau xây đắp cuộc đời, vì một ngày mai tương lai tươi sáng, cùng sát vai trên con đường đi tới. Về đây hôm nay trong lòng náo nức, cùng đi xây những công trình khối phố đẹp hơn kia, những công trình vươn cao nên lung linh anh điền tỏa sáng, niềm vui đến với muôn nhà ngập tràn hạnh phúc, mang mùa xuân đến thì chân anh sẽ đẹp giàu. Về đây nghe trong tiếng ca ngày mới rực sông đang dâng tràn, một niềm tin ngày mới đang vừa
thi đua hát vang, lời Bác giang trong tim mình, cùng dừng xây non sông đẹp tươi huy hoàng. Hồi mới cùng đi bên nhau xây đắp cuộc đời, vì một ngày mai tương lai tươi sáng cùng sát vai trên con đường đi tới. Về đây hôm nay trong lòng náo nức, cùng đi xây những công trình khối phố đẹp hơn kia, những công trình vươn cao đến lung linh, anh điện tỏa sáng, niềm vui đến với muôn nhà, ngập tràn hạnh phúc, mang mùa xuân đến, thì chân anh sẽ đẹp rồi. Về đây nghe trong tiếng ca, ngày mới sức sống đang dâng tràn, một niềm tin.